Mình đang sửa một cái bếp từ 3 vùng nấu, nó có hai vùng từ và một vùng hồng ngoại. Lỗi của nó liên quan đến phần vùng từ, không không báo lỗi không chạy của hai vùng từ ấy. Thì chúng ta để ý này, máy in này, nó phải có dòng qua rất cao nó như này, nó mới cháy được như này. Không biết là cái đường đấy mình thấy nó đi thẳng và nó đi tới con vi điều khiển này luôn. Không biết là nó có chết không. Thì mình có kiểm tra qua thì cái bo ego này thì nó kéo hai mâm từ. Mâm này là mâm mâm nhỏ thì chạy một IGBT 30HR1203 thôi. Còn cái mâm này thì to gấp đôi, nó chạy hai con song song nhau là H30R 1602. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu ấy. Mâm từ to ấy, thì là điện áp chịu đựng nó sẽ cao hơn, bởi vì mâm từ to thì số vòng dây nó lớn thì điện áp xung phản hồi ngược sẽ lớn mà. Do đó mà nhà sản xuất họ có tính là với mâm từ to thì dòng vừa ăn cao hơn này, và điện áp chịu đựng của con IGBT nó cũng cao hơn nhé mọi người nhé. Đây H20R1600 02 này, 30A 1600V. Còn con này thì nó kéo một mâm từ thì là chỉ là cũng 30A nhưng mà chỉ là 1200V thôi. Chúng ta thấy có sự khác nhau nhé. Và nó đã nổ đứt cái cầu chì rồi. Đây là một cái máy in nhỏ, thiết kế cầu chì nó rơi vào tầm khoảng 30A hoặc 25A mọi người ạ. Mình kiểm tra qua thì vùng to đang bị chập. Nên mình sẽ tháo ra để cho xem chúng ta xem nó lỗ cái dây đồng này là ở đâu nhá. Mình nhìn như là cái con cảm biến nhiệt đấy. Sau một lúc mình dùng hai cái quýt 936A mình đặt vào để nó ngấu thiếc, mình hút được nó ra mọi người ạ. Bởi vì cái dòng bo ego có một số model ấy là nó dùng thiếc rất là cứng, rất là khó tháo mọi người ạ. Và cái đồ này thì nó như là thiết kế không cho người sửa ấy. Là nó có cái nhôm này để nó ngoàm vào đây nhá. Thì chúng ta phải hút hết sạch những cái chân này ra chúng ta mới lôi ra được. Nó cũng chả có ốc bắt mà chúng ta tháo đâu. Nó lại dùng cái kiểu này để đẩy ra hai bên cơ, rất là khó. Và do nó có một cái thiết kế là che lưng của IGBT, đó chính là chân C. Thì chân C của cái vùng lấu bên này và chân C của vùng lấu bên này nó phải được cách ly nhau chứ không thể được trùng nhau áp vào nhôm được. Do đó mà nhà sản xuất họ có miếng sứ cách điện này, trắng trắng này là miếng sứ cách điện nhá. Nó có cái miếng sứ như là dẫn điện đấy mọi người ạ, nằm trên đây này, nó dài khá là dày. Và đây chúng ta sẽ thấy là nó lỗ như này đây. Chúng ta để ý nó có một cái vết lỗ đen đây nhá. Mình sẽ zoom cho chúng ta tham khảo này. Nó có vết lỗ đen đây này. Và cái vết lỗ đấy nó sẽ vào đúng con RT. Đây là con RT, là con cảm biến nhiệt. Con cảm biến nhiệt này nó sẽ nhận biết được nhiệt độ của miếng nhôm khi mạch công suất hoạt động ấy. Thì miếng nhôm nóng, IGBT tản ra miếng nhôm nó nóng và gầm nó nóng ấy. Thì nó sẽ đưa về cho con vi điều khiển này. Con vi điều khiển này sẽ biết được để đưa ra lệnh chạy quạt hay báo lỗi cái thứ ấy. Thì nó có sự phóng điện như này ấy, và cái phòng dòng phóng đấy nó đã đi thẳng theo cái đường này và nó cháy cả mạch in này luôn, nó đi gầm sang đây, nó đi sang đây này mọi người này, và nó sẽ đi thẳng vào một chân của con vi điều khiển này, nên con này mình nghĩ là nó chết toi cả vi sửa điều khiển rồi. Và theo thông báo của khách hàng ấy thì cái bếp này thấy bảo là hình như bị nhiễm sét, vì xung xung sét nó đã lên rất cao nên do đó nó bị như vậy mọi người ạ, bị xung sét đấy. Theo mình mới nhớ là do con này bị xung sét. Thế là khách cứ bật át để đấy, thế là bị nhiễm sét, thế là về, thế là bếp lỗi. Và cái khi nó chết chập thế thì nó lỗ cái cầu chì này rồi thì là coi như cái mạch này không chạy nhá. Thì là cái mạch nguồn đưa cho bo điều khiển này nó là một mạch khác, thì là nó vẫn cứ lên nguồn cho chúng ta và khách thấy là bếp này không chạy thôi, và phần hồng ngoại vẫn chạy bình thường. Thì mình cũng chưa tưởng tượng được cái xung sét nó đi được như nào mà nó cháy được cái mạch như này đâu nhá. Bởi vì là mình có để ý cái miếng nhôm này này, nó không hề chạm trên các chân C của các con IGBT mọi người ạ. Và nó cũng không chạm bất kỳ gì, có chạm thì nó lại chạm ở cái mặt này thôi. Cái mặt này nó gần ở đây thôi, nó gần cái miếng nhôm này ở chỗ này thôi. Thì nó phóng từ đây sang đây hay sao ấy. Thì cái mặt này thì mình có đo thử này. Mình có đo thì cái vị trí này này, nó chỉ đi đến đây thôi. Và nó không có điện linh kiện gì sang đây cả, và mình có đo không sang cái khác về cái đây là cái biểu tượng này là ra vỏ máy nhá. Vỏ máy nó luôn nó bằng bằng sắt mà thì không không ra mọi người ạ. Thì tại sao mà nó lại phóng điện ở đâu nó lại nổ được như này? Thì mình có nhìn qua ấy, thì chúng ta sẽ để ý này. Là con điện trở này thì không cháy, nhưng con điện trở này ở chân G của nó đã lỗ như này nhá.
Thì như là vậy là mình có khả năng mình đoán này là con IGBT này nó bị phóng cái điện áp cao của nó đi vào miếng nhôm, và cái miếng nhôm đấy nó lại sẽ phóng sang đây vì xung xét mà nó phóng sang đây, dẫn tới là nó sẽ đưa theo cái đường này nó cháy mạch in này, vì khẳng định là con vi xử lý này mình đoán là sẽ không còn sống được nữa, như vậy là chắc là không sửa được thôi. Mình với cái nhìn như này thì mình cũng chẳng thử nữa mọi người ạ, chỉ có thay bo mạch thôi. Đấy, đôi khi là sửa chữa là có nhiều van bệnh là sẽ không sửa được đâu mọi người nhé, chúng ta không có đồ thay và hỏng nặng mọi người ạ. Đây là mình có đo qua cho chúng ta tham khảo. Chính vì cái bên này trong quá trình bị nhiễm sét đấy nên con bộ này sẽ chết rồi. Mình đo thì nó chập rồi mà. Đây này, các bạn thấy không? Con này thì chập đứt luôn. Con này chập thông luôn cả hai này. Nhưng con này chập độ giò thì như vậy là khả năng chính là con này là lưng của nó hoặc ở đâu ấy nó đã phóng xuống với nhôm rồi. Nhưng con bên này thì không sao này. Các bạn thấy không? Con này đã chết kiểu chết giò. Đấy, chết chập hết cực G với nó, nhưng xe thì giò thôi. Thôi mình sẽ kết thúc video ở đây nhé. Qua video mọi người này tham khảo thêm một cái lỗi mà mình không sửa được nhá. Chào tất cả mọi người.